độ một người một chị nữa. Phải chán không? Để tôi bé thì đi học lớn, cô cũng là bệnh hoạn nhiều. Anh tài xế thẳng biết nè. Cảm ơn con, cảm ơn khách khán giả. Đừng có hiểu lầm con, thật sự như vậy á. Còn cái chuyện mà khán giả nói cô đi qua bển cô hạ cô thì cô bán vé số, cô đi bán vé số về thì thôi chứ cô đi bán vé số thôi. Cái chuyện đó cô đi bán vé số được kiếm tiền nuôi chồng nuôi con cơm. Tự về chú đã lâu làm ra tiền rồi. Cô thì bán rất giả quá, kiếm sống mà không đủ sống nữa để trang trải nữa. Chú già có nói mấy em luôn tốt là cũng khỏe mạnh là cô cũng mừng lắm. Chứ không phải là sung sướng gì đâu. Người ta cho cô nhưng mà hệ miết của khổ cô cho nhiều khi cô nhận, cô nhận gì quá thì cô phải mắc nợ người ta, cô phải kiếm cách gì để cô trả lại người ta rồi nè nọ. Chứ cô buồn lắm, chứ cô không dám nói bậy nói bạ đâu, nói bậy nói bạ mang tội á, có thì nói không có thì thôi, đừng có nói bậy nói bạ, nói vậy đó. Cái anh YouTube này nói thì cũng mong rằng clip này sẽ lan tỏa được cho cô á, để cho một số người hiểu rõ về cô hơn. Dạ. Dạ, thì cứ cô bán thôi. Về, dạ bình thường thôi, nói cô nói giùm cô nhớ là cô bé trai nó nhớ giúp giùm cô lại rồi này nọ. Thì chúng ta đã bảo vệ chị em con của này rồi, chúng ta bảo vệ luôn cô cả nhà ơi, chứ bây giờ cứ công kích cô hoài thì cô mệt, làm cho cuộc sống của cô lắm. Nó sẽ khó khăn hơn cả nhà. Dạ, cô mệt mỏi tinh thần cô. Cứ bình thường với cô thôi, chứ không có vấn đề đâu. Đó các em, các nhờ em luôn tốt nói lại giùm, các em tốt nói lại giùm, cô cũng cảm ơn các em luôn tốt. Dạ. Cô mệt buôn bán đi nha. Dạ, cảm ơn nha, tất cả khán giả luôn. Chúc em tốt mạnh giỏi, khỏe mạnh thôi. Cô lo xong cô chưa xong, nhiều khi 1-2 giờ chưa cô về cũng mệt mỏi lắm mà cô phải gán bán kiếm tiền để nuôi chồng nuôi con cô đó, thật sự vậy á. Dạ, vậy còn cái chuyện mà khán giả cái chuyện đó là con không biết, cô giống vậy khán giả nói rồi nó nói vậy rồi này nọ, cô không có hại ai trong người mà có người với nhau mà sao cô hại ai được, đừng có nói bậy nói bạ. Cô gì cô bắn nước cô tức tức quá đi anh tức nè, ra ảnh trình bày cho cô luôn lúc để em cô bắn nước đó, để nói chuyện lại với anh nói tốt chứ cô người nói chuyện đỏ cái cô đó thì nói chuyện dành. Hôm qua đây cô nói cô giật mình luôn, bị chú luôn, thật sự vậy. Mới coi cái clip á, anh tài xế ảnh biết từ hồi xưa bé Lăng nó còn nhỏ, giờ lớn rồi đó. Ảnh mới nói chuyện giờ mấy con hỏi ảnh cơ. Tại vì con thấy chị Loan nó cũng đối xử đúng tốt rồi, với cô con lắm. Nói tốt cô không bao giờ có hại tầm bậy tầm bạ đâu. Có sao cô nói vậy, cô không bao giờ có hại bậy tầm bạ đâu. Cô sống vì ơn trên thôi, có sức khỏe cũng có sức khỏe cô mạnh giỏi, các con mạnh giỏi là mừng rồi. Mà sống một ngày hôm nay là chỉ biết ngày hôm nay thôi, con hiểu không? Chứ không phải là gì đó. Đó, như vậy đó. Mỗi buổi sáng mà chị Loan ra mua bánh ướt rồi mua vé số. Đúng rồi, có mua vé số cho cô. Là chị thấy sáng nào cũng đúng rồi, đúng không cô? Có mua vé số cho cô. Đã thấy chị Loan rất là thương cô đó. Mấy đứa bé nhỏ đi học nữa, vui vẻ lắm. Khi mà con nghe mọi người nói như vậy á, là con muốn biết cồn luôn á. Dạ, đó thì con đừng có tin ai, mình chỉ tin ơn trên thôi. Bậy bạ, cô sợ nó bậy nó bạ lắm, nó bậy mang tội. Mang tội cho chị Loan. Chị Loan khổ, khổ tâm lắm chứ không phải là sung sướng gì đâu. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Sau khi mà cái sự việc này diễn ra thì cô có gặp chị Loan để nói chuyện để chưa? Chị Mỹ có nói chuyện chứ cô không nói chuyện, không biết cách nói chuyện đâu. Chị Mỹ chỉ nói chuyện chứ coi cái clip á, chị nói chuyện. Rồi này nọ. Chị với Loan, cô với Loan giờ có gặp luôn vô công chuyện, nó bận lắm. Rồi này nọ. Giờ bữa nào cô cứ trình bày cho cô Loan nghe. Dạ. Khi nào cô Lan rảnh thì cô chỉ trình bày sao cho cô Lan nghe. Cô sống trong cái lương tâm cô thôi, chứ là cô không có sống hát cho ý ai vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy thì qua cái clip này cảm ơn mấy con cô có lời gì gửi gắm đến khán giả hay không? Thì con nói rằng là khán giả đó thì nó nói bậy hiểu lầm với cô rất là tội đó. Dạ, ở khán đây giả là thì không nói bậy đâu cô, khán giả có thì khán giả mới nói không, luôn. Không có nói bậy, cô không có hại ai hết. Khán giả nói là thấy cô thì cô bán cũng bà. Thì cô mua vé số thì cô bán, vé số thì cô phải bán thôi. Dĩ nhiên rồi cô phải kiếm tiền để nuôi chồng với con cô rồi. Chứ giờ cô hỏi em bé này nè, ngày nào cũng ăn phở đổi món phở như vậy nè. Còn nhiều khi cô ăn không nổi nữa, cô mệt, tinh thần cô mệt lắm. Nhiều khi cô ăn phở không có thì cô bò kho nó chị đậu chú đó đạo đổi bò kho ăn với cô, mà cô ăn cũng không nổi, chị cũng than bán ế dạo này kinh tế nó cũng khó khăn đúng không. Rồi này nọ bên sớm cô khác, sớm mình khác cũng khác chứ đâu có giống nhau, không khác đâu. Dạ. Cô bán ở đây bao lâu rồi cô? Cô không nhớ, cũng lâu lắm rồi đó. Từ khi bác Anh Vũ Linh còn không cô? Đúng rồi con, cô bắt bếp. Cô bán tới mấy giờ? Cô bán, cô thích thì cô bán gì? Thôi cô đi về. Yeah. Cô thấy cô mệt mỏi là cô về. Nghe hồi sáng con thấy cô có mạnh thường quân. Đúng rồi, cô tính gửi lại cho anh Vinh 500 ngàn. Nói cô buồn quá, chị Mỹ biểu thôi đi gửi lại đi. Cô không dám nhận nữa, nhận sợ quá à. Rồi sao? Tính như chị Mỹ biểu là cô Hảo nói, chị Mỹ biểu là gửi lại 500 ngàn cho khán giả đi.
cô hả nhận, cô hả sợ quá à. Nếu như mà mình mà tốt thì mình tốt. Tốt thôi chứ mình đâu có gì đâu dạ. Mình sợ. Chị Mỹ nói vậy thì mình tốt thì mình nói tốt thôi, đúng rồi, mình con nói đúng. Người tốt thì mình chẳng thẳng thôi, đúng cả. Rồi, chẳng hơi sợ, đúng rồi, con nói đúng á. Giờ cười lấy ghế nè, cỡ thả uống nước nè. Đúng không, cô ghế cho con nè. Cô nghe khán giả nói gì, cô buồn không? À, nói cô buồn chứ, cô buồn trong, cô buồn trong gia đình cô rồi. Lớp chồng cô bị bệnh, lớp cô bệnh nữa, mà tự nhiên trong gia đình cô chưa giải quyết. Gia đình cô cũng đang kiếm chuyện với cô, vừa cát buồn cười lắm. Chỉ nhờ ơn trời, người dân giúp cho cô thôi, người ta thương, người ta giúp cho cô. Đó, qua đó cô làm cái gì? Bán hả? Bán vé số. Qua đó bán vé số hả? Dạ. Sao có nghe người nói qua ăn uống bà không? Không, ăn có ăn không? Cô có ăn không? Không, không ít ăn lắm. Con chỉ ăn phở rồi. Ăn phở không? Không ăn phở rồi lại ăn bún tím. Cô qua đó bán vé số thôi. Dạ, vé số. Không có ăn bún bò hả? Cô ăn phở không à? Cô tới nhận phở không à? Dạ. Bé gì mới ngồi thấy phở là hảo của cô á, ngày xưa đến giờ phở hảo của cô không á. Phở là bánh xếp, bánh xếp thấy vui tới ghế rồi nè, xuống nước rồi phở bánh xếp này nè, hãy tưởng tượng cái gì anh nè. Thì con mong cái câu chuyện này khi mà khán giả được tốt đây, đúng là rồi. Điều này là không phải, tại vì con thấy chị Loan á đối xử với cô rất là tốt. Đúng rồi, nhưng mà cô làm cô trong đúng lương tâm, đúng rồi. Mua ủng hộ đúng cô rồi, với số cô luôn. Làm đúng trong lương tâm thôi chứ cô không làm bậy bạ. Nói khán giả đừng có hiểu lầm cô không có làm bậy bạ trong vậy cái gì đúng đúng lương dạ, tâm vậy. Lương tâm thôi. Lương tâm của cô thiệt á. Là cô đang ủng hộ ai? Dạ, thì đang ủng hộ ở đây nè, thì Hồng Loan ủng hộ với số cho cô. Là cô này ủng hộ ai? Cô chưa biết cái được đó là trời. Rồi này nào, có thương Hồng Loan gì nhiều nhất á? Cô ủng hộ chị Loan. Bây giờ không biết sao giờ, cũng chẳng biết sao giờ. Bây giờ sao giờ, giờ mình ngồi đây mình không biết. Tại vì Loan thương cô lắm. Thương cô lắm, đúng tại rồi. Tại vì khi mà tụi con cũng quay cho ở đây ăn á, thấy chị Loan rất là thương cô. Thương cô, đúng rồi. Thương cô nhiều lắm, cũng tợ, muốn hộ lý số. Đúng rồi, cũng tợ vui vẻ lắm con, đúng rồi. Chị Loan lúc nào cũng mong cô bán hết sớm được. Bán hết sớm đi về nghỉ, chị Loan hỏi chưa quá nắng quá, thôi ngồi đi hoài. Cô nói cũng mệt lắm, bệnh trong người nữa đó chị Loan. Dạ, nói một câu cho khán giả yên tâm rồi, cô ủng hộ ai? Thì giờ nói chung là cô ủng hộ cho con Hồng Loan, cũng thương được nhỏ từ nhỏ đến giờ lớn á, thì cũng từ xưa đến giờ bao giờ lớn rồi, nó chồng có con rồi đó, ngày nọ ủng hộ qua ủng hộ lại. Vậy cô ủng hộ chị Loan. Cô ủng hộ, cô thương chị Loan đúng không? Cô thương chị Loan nhiều. Bây giờ cô không muốn nói thiệt với cô mệt lắm trong gia đình con, giờ tùm lum tùm la cũng vậy. Cúi xù, tụi lá lả luôn. Trong gia đình nó cũng gây lộn cứng tráng, rồi đủ thứ, đủ đồ cơ mà cô nghĩ cô cười, không có làm gì hết. Thông tâm á, nhà cửa cứng tráng lắm con ơi. Sợ vậy. Mai cô có bán không? Cô bán ít ít thôi, cô bán